tròn là 80, 2,5 được rồi. Nhưng lâu lâu trời đất ơi, tao bên bên này không bên ra hộ tàu lao. Chở em qua bởi coi. Mời ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Em ơi, bây giờ em có nghĩ là em lấy được 25 triệu không? Em nghĩ có thể. Cùng với chị và anh Tiền vô xem coi chương trình thử thách cái gì ha. Tiền bấm cái thử thách gì? Thử thách người chơi đến nhà văn hóa An Hòa tham gia buổi văn nghệ và thi hát karaoke với người dân địa phương là tại đây. Bây giờ nhiệm vụ của em là sẽ mời được 10 người, mà 10 người đó phải tự tin biết ca hát để người ta ca thi với em. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị bấm 3, 2, 1. Yeah. Nhà văn hóa ấp 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 văn hóa văn hóa. Lấy xe này hả? Đây đây đây. Kiếm 10 người ở đây hả? Kiếm 10 người ở đây. Kiếm 10 người ở đây mà ta. Qua đó kiếm luôn đi. Em nghe chị ơi. Hiếu ơi, em phải kiếm 10 người ở đây nè. Chạy qua bển. Đâu nãy có ai nha, ai nói em đâu. Tôi tưởng là bên kia luôn chứ. Bây giờ 10 người giúp buông đi, ai biết hát. Chạy lên đây. Lên đây thẳng đi. Một bạn, giỏi quá, cảm ơn em. Lên đây đứng. Ai nữa, ai bạn, chạy lên đây. Lẹ lên, hai bạn, ba bạn. Chị đang giúp em nè, 4 người rồi, 5 người rồi. Tại sao không dẫn 10 người ở đây đi, chị giúp em kiếm 10 người. Còn ai nữa, em chạy xuống năn nỉ đi, em năn nỉ người ta. Thảo nó. Có ai hát cho vui đi. Năn nỉ đi Hiếu, năn nỉ. Lên kia. Đây là con, anh ta đứng sát ra ngoài. Đâu đứng yên cho em, là 2 nè, 4 nè. Rồi giờ sao chị, chạy xuống kia luôn. 9 nè con. Mọi người chạy đi. Chạy đi. Chạy nè, ba con ơi. Xe đâu, xe đâu. Nhiệm vụ là phải dẫn 10 người này, không để lạc nha. Ra đây đi, đi theo em nè, theo em, theo em, theo em. Bà con ủng hộ 10 người đi bà con ơi. Vỗ tay ủng hộ 10 người đi theo đi. Ê, tới rồi anh ơi, 10 người đây rồi. Hiếu ơi. Em nghe chị ơi. Em dạ. Kiếm 3 người trong nhóm đó. Dạ. Hát 15 bài hát quy định dạ. Của chương trình. Dạ, 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 dạ. Em phải hát làm sao mà cho cái điểm số đó nó cao hơn cái điểm số của trung bình cộng 3 người kia. Dạ. Thì coi như là mới vượt qua đường thử thách. Bây giờ đang là 23.700.000. Và số tiền đang nhảy xuống karaoke thì mới bắt đầu mở nhạc lên thôi. Không biết hát sao bây giờ quý vị khán giả lắng nghe nha. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, khi cùng theo con tim đầm sâu. Vậy mà người vội vàng về mau, sao bên em còn sâu sâu, lạnh lùng rồi rời mây mắt nhau. Hai đã 8 năm vượt bao lâu để tình yêu phai màu. 81 điểm. Hiếu ơi, em mệt mệt rồi nha Hiếu. Mệt rồi nha. Vậy thì ai sẽ là người thứ hai? Cho một người nữ đi nha. Đây, mời bạn này đi. Đó. Hát bài gì? Bạn hát bài gì? Bài gì ạ? Tàu anh qua núi, bài hát đỉnh luôn. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mới hay đi núi. Bây giờ còn một người nữa, ai ạ? Dạ em mời anh. Bây giờ cộng lại, chia cho ba, rồi lấy số trung bình đó. Và Hồ Quang Hiếu hát, coi coi bao nhiêu điểm để đấu với người ta. Mà hát thua người ta là hát hoài. Dùng kìa
em ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới nửa. Đó, người đầu là 81 nha, người hai là 86 điểm. Bây giờ biết người này sao? Bây giờ quý vị ơi, lúc mà Hồ Quang Hiếu á, quý vị phải cuồng nhiệt ha, làm sao mà Hồ Quang Hiếu phải cao hơn cái điểm trung bình cộng của ba người đó nha quý vị. Anh ơi, anh tên là cái gì? Tiền Quỳnh Văn Tiền. Quỳnh Văn Tiền, bắt từ đầu ngày hôm nay anh đổi tên cho em Quỳnh Có Tiền. Từng câu chuyện ngày xưa, mẹ ta nước chưa chén, tôi dùng con tim cho đời mãi trong lòng mẹ chuyện dưới cho anh Thành ạ. Mặc dù hát rung cho nên có chỗ hơi dắt chút xíu mà vẫn hay. 81 điểm. Hiếu ơi, hồi hộp cho Hiếu. Bây giờ là Nghĩa sẽ cộng nha bà con. Điểm trung bình là 82,6, mình làm tròn là 83 được không bà con? Đâu có được. Ta lỗi tào lao. 82,6 thì là làm tròn là 82,5 được rồi. Đây. Dạ, cảm ơn mọi người. Cho điểm. 86 điểm. Chúc mừng Hồ Văn Hiếu. Hồ Văn Hiếu thắng rồi. Em coi mã số là bao nhiêu? Em 86 điểm, em thắng rồi. Mã số đi. 7939 chị ơi. Mấy? 7939. Xác nhận đi anh. Hồ Quang Hiếu đã đem về cho anh là 9.388.801 đồng. Làm gì mệt đâu chạy dữ vậy? Không, nói chung nãy em tiếc quá, em không nghe kỹ, em chạy lộn xuống kia trước em mới về đây, lại mất thời gian của em. Mất thời gian? Dạ. Còn có 9.3 triệu là mặt của ông Tiền, giờ ông buồn ơi buồn luôn. Nhưng mà anh Tiền nói không sao, anh Hiếu vậy là hết lòng rồi, miễn có tiền là được. Cảm ơn em.